Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 30 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 13 của Bộ Công an về công tác giải quyết khiếu kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Y tế về công tác y tế dân số giai đoạn 2016-2020. Hưng Yên và vụ thu hoạch cam ước tính sản lượng cam vụ này của toàn tỉnh đạt khoảng 17.000 tấn quả. Cảnh báo tình trạng người dân mua hàng với giá cao từ chiêu trò khuyến mại. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tới dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong thời gian 3 tuần với 26 chuyên đề, các học viên đã được trang bị những kiến thức bổ ích, thiết thực trên các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước nói chung và của tỉnh Hưng Yên nói riêng. 48 học viên đã hoàn thành khóa học và được trao giấy chứng nhận tốt nghiệp, trong đó có 4 đồng chí xếp loại xuất sắc, 34 đồng chí xếp loại giỏi, 10 đồng chí xếp loại khá. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, công tác đào tạo bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh được rèn luyện qua thực tiễn, nắm chắc lý luận là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà lớp học đã đạt được, yêu cầu các học viên từ những kiến thức được trang bị tại lớp học cần đọc thêm tài liệu để tiếp tục cập nhật kiến thức, liên hệ và tìm cách vận dụng thực hiện cho phù hợp với công việc, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý tại đơn vị phụ trách. Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 13 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh công tác công an tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, triển khai kế hoạch thực hiện đề án số 04 của Bộ Công an về công tác công an tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. 10 năm qua, lực lượng công an các cấp thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, đề ra các biện pháp chỉ đạo giải quyết khi có mâu thuẫn, khiếu kiện, phối hợp với các ban ngành đoàn thể phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách pháp luật như luật đất đai, luật khiếu nại, luật tố cáo. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham mưu với chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Thông báo công khai bằng văn bản các nội dung đã giải quyết, trả lời cho cơ quan chức năng và công dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu thời gian tới các ban ngành đoàn thể địa phương tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp về nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. Lãnh đạo các sở ngành địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh ở cơ sở, thực hiện nghiêm túc, triệt để các kết luận của thanh tra, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính. Thanh tra tỉnh nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải quyết khiếu nại tố cáo. Nhân dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 13 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Y tế đã về kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu y tế dân số trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, ông Võ Thành Đông, Phó Tổng cục trưởng Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh với ngành y tế và những kết quả đã đạt được, đồng thời yêu cầu tỉnh cần tìm ra những nguyên nhân hạn chế còn tồn tại để tiếp tục có những giải pháp trong việc thực hiện chương trình mục tiêu y tế, dân số trong giai đoạn 2016-2020 đạt được hiệu quả cao hơn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã cảm ơn sự giám sát của đoàn công tác Bộ Y tế. Đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan trong tỉnh cần có sự chủ động phối hợp với Sở Y tế để hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của đoàn kiểm tra giám sát, đồng thời
phải cập nhật thông tin từ Bộ Y tế, đảm bảo sự chính xác, gắn chặt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Đồng chí cũng lưu ý với một số huyện có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao, cần thực hiện nghiêm chính sách kỷ luật với những trường hợp sinh con thứ ba. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày hôm nay 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp này, Quốc hội không chọn trước 4 tư lệnh ngành trả lời chất vấn như các kỳ họp trước đây. Đại biểu Quốc hội có thể chất vấn bất kỳ thành viên nào của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội kể từ kỳ họp thứ 2 khóa 14 đến nay. Với hình thức này, ngay từ đầu phiên chất vấn, đã có tới 121 đại biểu đăng ký chất vấn, nhiều thành viên Chính phủ. Chất vấn của đại biểu tập trung vào việc thực hiện lời hứa và cam kết của các bộ trưởng từ các kỳ họp trước về nhiều vấn đề. Trong đó có những vấn đề cụ thể như việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sông Đáy, sông Nhuệ ở Hà Nam, về xử lý 12 dự án thua lỗ, về phương án đào tạo tích hợp 5 môn, tình trạng quy hoạch quá nhiều thủy điện trên lưu vực sông Cả ở Nghệ An. Thực trạng còn 11.700 tội phạm truy nã đang sống nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật, tính hợp lý, hợp pháp trong vụ khám nhà, tịch thu tài sản khi đổi 100 đô la Mỹ không có phép ở Cần Thơ, việc 3 lần đổi tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ án chạy thận ở Hòa Bình, nghịch lý giá xe ô tô nhập từ các nước ASEAN tăng giá cho dù thuế nhập khẩu giảm từ 30% xuống còn 0%. Đại biểu Vũ Thị Nguyệt thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cũng có chất vấn đối với Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình về tình trạng một số chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp đại diện cho tổ chức bị khởi kiện không hợp tác, không có mặt theo giấy triệu tập của tòa án trong một số vụ án hành chính gây nhiều khó khăn cho việc xử lý vụ án. Thưa quý vị và các bạn, nhờ không ngừng nâng cao kỹ thuật chăm sóc, áp dụng theo quy trình Việt Gáp để sản phẩm luôn an toàn khi đến tay người tiêu dùng, nên cam Hưng Yên ngày càng được thị trường ưa chuộng. Dù chưa đến vụ thu hoạch nhưng nhiều diện tích đã được tư thương phải đặt mua từ trước. Kim Động là địa phương có diện tích trồng cam Hưng Yên lớn nhất tỉnh với gần 300 ha, tập trung ở các xã Đồng Thanh, Vĩnh Xá, Chính Nghĩa. Do trình độ canh tác tốt, người trồng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, nên chất lượng cam ngày càng được nâng cao, tạo nên thương hiệu với người tiêu dùng về chất lượng quả ngon cho vùng cam nơi đây. Bây giờ là người dân là đòi hỏi ăn ngon, đấy, thế cho nên là khái là chúng tôi là phải đảm bảo theo cái quy trình là cũng Việt Gáp là đầy đủ, là tất cả những cái quy trình là Việt Gáp đề ra để đảm bảo được cho người tiêu dùng. Thứ nhất là phun thuốc sâu là phải là phun thuốc là phải là thuốc sinh học. Hai nữa là cây là cho ăn là phải bằng ngô bằng đỗ, cho nên là nói chung là cam năm nay là đạt chất lượng rất là tốt, cho nên là người tiêu dùng ở trong địa phương chúng tôi là coi nói chung là năm nay là thu nhập là tương đối cao. Tổng diện tích cam toàn tỉnh vụ này là gần 1.000 ha, trong đó số trồng cam Hưng Yên chiếm chủ yếu với gần 750 ha, còn lại là trồng cam đường canh, cam búa hạ, ước sản lượng đạt khoảng 17.000 tấn quả. Ngoài huyện Kim Động chiếm diện tích cam nhiều nhất tỉnh, huyện Khoái Châu có 66 ha, thành phố Hưng Yên có 180 ha, huyện Phù Cừ có gần 200 ha. Đến giờ phút này là chuẩn bị đến mùa thu hoạch thì là chúng tôi được rất nhiều các cái đơn vị về đây kiểm tra và đánh giá là mang đạt được cái mức độ quả là đến giờ phút này là rất chi là tốt, chuẩn bị đến vào cái mùa để bán ra thị trường. Chất lượng hôm nay thì rất là ngon. Cam làm theo cái quy trình cam sạch Việt Gáp này thì là kể cả là về hình thức mẫu mã đến chất lượng hôm nay là rất là ngon. Còn khoảng nửa tháng nữa các diện tích trồng cam Hưng Yên cho thu hoạch chính vụ. Ở vùng trồng, việc chăm sóc theo quy trình Việt Gáp ngày càng được áp dụng để mở rộng diện tích, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tốt các yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó góp phần đưa sản phẩm cam Hưng Yên có chất lượng khá hơn so với cam cùng loại trồng ở nhiều địa phương khác. Nhờ quy trình chăm sóc được áp dụng theo Việt Gáp nên chất lượng cam ngày càng được nâng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay thì nhiều tư thương đã về tận các nhà vườn trồng cam để đặt mua từ trước. Và trong thời gian tới
tỉnh sẽ tổ chức lễ hội cam và tuần lễ cam tại khu thể Eco Park. Với các hoạt động này, chúng ta tin tưởng rằng cam Hưng Yên sẽ có một vụ mùa bội thu và bán được giá. Nhạy bén với thị trường, đồng thời tận dụng nguồn lao động nông nhàn tại địa phương, chị Đào Thị Thúy ở thôn Xuân Nguyên, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi đã đầu tư phát triển mô hình làm hương xuất khẩu, mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Liên kết được với một công ty trong tỉnh cung cấp nguyên liệu và thu mua sản phẩm, năm 2013, chị Thúy cùng với gia đình xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc phát triển nghề sản xuất hương tăm ngay tại địa phương. Vượt qua nhiều khó khăn ban đầu về vốn và kinh nghiệm, đến nay chị Thúy làm chủ hai cơ sở có tổng diện tích trên 500m² với 22 máy làm hương. Trung bình mỗi tháng chị Thúy xuất bán khoảng 30 tấn hương. Không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, mô hình làm hương của chị Thúy còn tạo việc làm thường xuyên cho trên 20 lao động với thu nhập ổn định từ 3 đến 5 triệu đồng một người trên tháng. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 3 tháng nay, một công ty tự nhận là chi nhánh của công ty Hàn Quốc có tên Jongshop, địa chỉ tầng 2, khu trung tâm thương mại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, liên tục tổ chức các buổi bán hàng cho người dân với các sản phẩm được giới thiệu đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc bán hàng chỉ diễn ra trong phòng kín, chỉ dành cho những người già, phụ nữ trung niên và các sản phẩm được bán ra thì có giá rất cao. Cứ đều đặn vào các ngày từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy, sáng từ 8 giờ, chiều từ 14 giờ, các khách hàng chỉ là những người già, hầu hết sống tại huyện Yên Mỹ đều kéo nhau vào một phòng trên tầng 2, khu trung tâm thương mại thị trấn Yên Mỹ. Khách hàng được chia làm 3 đội, gà con, mèo con và lợn con. Tại đây, khách hàng sẽ tập một bài thể dục, sau đó sẽ hô câu khẩu hiệu tùy thuộc vào hôm đó bán sản phẩm gì. Ví dụ, hắc sâm, hắc sâm, hắc sâm, mua đi. Khách hàng sẽ chơi một trò chơi, được nghe giới thiệu về sản phẩm, được phát phiếu đổi quà hoặc các quà tặng như mì tôm, nước mắm, vân vân. Sau khi nghe giới thiệu về những công dụng thần kỳ của sản phẩm, các khách hàng gần như đều không ngại ngần đăng ký mua. Nhiều người mua hàng đến cả 100 triệu đồng. Điều kỳ lạ của hình thức kinh doanh này là tất cả mọi hoạt động đều diễn ra trong phòng kín và không cho người lạ tham gia. Công ty thấy 400 người, cứ bán ở trên đi các đồ thuốc, kéo ong, người thuốc đánh răng, bàn chải đánh răng. Em dâu, nó mua hết 2 cái đệm 32 triệu, 2 hộp sâm củ 3 triệu, lại 2 hộp thuốc đột quỵ 6 triệu, 3 hộp 3 triệu một hộp, 2 hộp 6 triệu, 2 hộp keo ong 5 triệu. Nó mua dồn vào phải hết mấy chục triệu rồi. Với những mặt hàng như kem đánh răng, bàn chải, hắc sâm keo ong, thuốc chống đột quỵ, đệm than tre, vân vân, đều được nhân viên tên Hương giới thiệu các sản phẩm này có nguồn gốc từ Hàn Quốc và có tác dụng chữa bệnh cho người già. Điều đáng nói, những sản phẩm trên so với giá trên thị trường thường gấp từ 2 đến 3 lần, thậm chí nhiều lần, mặc dù chưa ai biết thực sự chất lượng của các sản phẩm trên như thế nào. Hắc sâm được giới thiệu 22 triệu đồng một sản phẩm sau giảm giá, giá gốc là 48 triệu. Hay đệm than có giá 16 triệu đồng sau giảm giá, giá ban đầu là 26 triệu. Ngoài nhận quà mì tôm, nước mắm, những người mua hàng nhiều còn được tặng các quà tặng kèm theo với mức giá không tưởng. Tuy nhiên, việc tặng hàng khuyến mại lại như một cách mua hàng bắt buộc. Người mua sẽ phải chịu thuế 10% của sản phẩm và tính cộng gộp vào tổng số tiền mua hàng. Ví dụ, mua đệm than sẽ được tặng chăn than, có giá là 12 triệu, giảm giá còn 6,8 triệu. Vòng tay Kenta có giá 2,5 triệu và gối than có giá 2,4 triệu. Tuy nhiên, người dùng không mất số tiền gốc mà chỉ mất số tiền 10% thuế quà tặng và đệm than sẽ có tổng giá tiền là 17 triệu 170 ngàn đồng. À, có người nàng đi xong rồi rủ. Ừ, rủ này đi theo họ xong là vào còn là xong này cứ thế này đi thôi. Đi được 2 tháng rồi, tiền bắc đi vay, giám đốc là Kim, người Hàn Quốc. Còn nhân viên thì là toàn người Việt. Với hình thức khuyến khích khách giới thiệu thêm người mua hàng dẫn mới khách hàng sẽ được tặng quà, rất nhiều người nghe thấy khuyến mại đều đã không ngần ngại chi hàng chục triệu đồng, thậm chí cả 100 triệu đồng để mua những lọ thuốc và đồ gia dụng đắt tiền. Chưa nói đến giá trị thực sự của những món hàng kia là bao nhiêu, nhưng việc mua các mặt hàng với giá trên trời cùng những tác dụng chưa được kiểm chứng, cách thức kinh doanh mờ ám
đã cho thấy sự không minh bạch trong kinh doanh của công ty trên. Vì vậy, khuyến cáo người dân nên là những người tiêu dùng thông thái để không bị mất tiền lớn vào những món đồ không biết thực sự chất lượng ra sao. Trung tâm Khuyến Nông tỉnh vừa tổ chức hội nghị tham quan mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo an toàn sinh học tại xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hảo. Mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo an toàn sinh học được thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh do Trung tâm Khuyến Nông triển khai tại hai huyện Ân Thi và Mỹ Hảo với quy mô 3.500 con gà. Tại huyện Mỹ Hảo, mô hình được thực hiện tại xã Cẩm Xá với 11 hộ tham gia, quy mô 1.800 con. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ mua con giống chất lượng cao, hỗ trợ một phần chi phí thức ăn, thuốc thú y và tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh. Tại mô hình đến tham quan, đàn gà Đông Tảo phát triển khỏe mạnh, không có dịch bệnh, tỷ lệ sống đạt gần 90%, trọng lượng trung bình sau 20 tuần tuổi là gần 3kg một con. Nếu sau 8 tháng chăn nuôi, mỗi con gà trừ chi phí sẽ cho thu lãi trên 70.000 đồng. Do diễn biến của thời tiết nên thời điểm hiện tại trên một số cây trồng đang xuất hiện sâu bệnh gây hại, nhất là đối với diện tích cây ăn quả sắp cho thu hoạch. Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, hiện nay bệnh ruồi vàng tiếp tục gây hại trên các loại cây ăn quả như ổi, cây có múi. Trong đó, gây hại nhiều nhất là đối với diện tích cây chuẩn bị cho thu hoạch. Bệnh héo cuống quả, bệnh loét do vi khuẩn xuất hiện và gây hại ở những vườn trồng dày, vườn ít cắt tỉa. Trên cây chuối, bệnh héo chết cây xuất hiện rải rác trên một số giống chuối Tây, tỷ lệ hại nơi cao trên 5% số cây. Để bảo vệ năng suất chất lượng của cây ăn quả, bà con nông dân cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh trên cây trồng và chủ động phòng trừ kịp thời, hiệu quả, theo hướng dẫn của Trạm Bảo vệ Thực vật. Mạnh dạn đưa giống cây vào trồng trên vùng đất bãi đã giúp cho gia đình ông Phạm Văn Vinh ở khu phố Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên mỗi năm thu lãi trên 200 triệu đồng. Từ năm 2012 trở lại đây, gia đình ông Vinh đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích đất bãi sông Hồng chuyên trồng ngô, trồng đay kém hiệu quả sang trồng hai mẫu cam, chủ yếu là cam Hưng Yên. Hiểu được đặc điểm của cây cam là loại cây khó tính, khó chăm sóc, lại dễ mắc các loại sâu bệnh gây hại, nên ông đã đi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi để về áp dụng chăm sóc tại vườn của gia đình. Được như thế này phải nói rằng là cũng bỏ ra rất là nhiều công sức. Một là kỹ thuật, hai là về phân bón, phân vịt này. Thế rồi là do này. Rồi cái thứ ba là chúng tôi ngô đấy, ngô nghiền đấy, mới để đỗ tương. Đấy là nghiền lẫn với ngô xong rồi là chăm bón trước khi mà đánh gốc xong rồi để cho đấy kết hợp cùng với phân lân. Đấy, các cái thứ đó mình cho vào trước. Đấy, xong khi lấp gốc rồi thì là từ lúc bấy giờ đi chăm bón thì thường xuyên là lân LPK. Có nghĩa là cứ khoảng nửa tháng hoặc là lúc còn bé đấy, quả nó còn nhỏ đấy, ra hoa đấy thì là cứ nửa tháng ta bón một lần. Sau khi đó đến khi một quả nó to như thế này rồi thì là một tháng ta bón một lần. Thế thì đến khi một quả nó to này mà chuẩn bị ra hoa thì ta cho ăn mạnh lên tí nữa. Để cho đảm bảo cái nuôi quả, cái thứ hai là nuôi lá, để giữ được cái lá tốt như thế này. Đến khi mà ta đảo gốc, nó chặt rễ đi thì nó đỡ hại nhiều mà nó giữ được cái bộ lá như thế để cho cái làm sau nó ra cái hoa mới để kết trái nó có hiệu quả hơn. Ông Vinh cho biết thêm, để cây cho quả ngon, mẫu mã đẹp, ngoài biện pháp cải tạo đất, bổ sung dưỡng chất cho cây, gia đình ông còn thường xuyên cắt tỉa các cành vô hiệu để quả cân đối với từng độ tuổi của cây trồng, để cây tập trung dưỡng chất nuôi cây, nuôi quả. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đến việc phòng trừ các đối tượng gây hại trên cây có múi. Cái sâu bệnh của cái loại cam này thì nó rất là nhiều. Sâu này cũng có này. Dày dẹp này, các cái loại đều có ảnh hưởng với cây cam này. Nếu như không trừ thì tất nhiên là cái quả cam mình nó không được đẹp, không ăn đẹp. Cái thứ hai là bệnh. Bệnh là do thiên nhiên thời tiết thôi. Thiên nhiên thời tiết thì nó là bệnh ghẻ sẹo này, rồi là bệnh thán thư này, rồi bệnh sương mai này. Cái bệnh sương mai đấy là phải nói rằng
nếu như không phun được ấy, cái quả này nó ghẻ hết, nỗ rỗ là trông nó xấu quả cam không làm. Thế thì cái riêng cái sâu và bệnh là cái này là phải phun thường xuyên, một tháng là có thể phun 3 lần. Mà những cái hộ nào mà có thời tiết mà vào cái thời kỳ tháng 4, tháng 5 ấy, mưa nhiều ấy, là nó có nhiều bệnh, thì có thể 10 ngày ta phun một lần hoặc là 1 tuần ta phun một lần thì mới đảm bảo được cái quả cam đẹp. Do được trồng trên vùng đất màu mỡ cộng với áp dụng đúng các biện pháp khoa học kỹ thuật nên chỉ sau 3 năm trồng, từ năm 2015 đến nay, năm nào vườn cam của gia đình ông Vinh cũng cho quả sai, mẫu mã đẹp, chất lượng cam ngon, ngọt, được nhiều nơi tin tưởng đặt hàng thu mua. Trung bình mỗi năm, gia đình thu được 15 tấn cam, trừ chi phí cho thu lãi trên 200 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hết tháng 10, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 9.779 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017. VNPT Hưng Yên tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, góp phần xây dựng chính quyền điện tử. Mô hình nuôi cá sông trong ao ở huyện Ân Thi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.